Các em dùng như nào? Dùng thêm bộ à? Đúng rồi, dùng thẻ disk sao làm sao để căn được ảnh nha. Cái gì? Đúng, 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 đúng. Thì trong, tức là trong lập trình web này nó có một cái, tức là float đúng không? Thẻ float đấy thì nó để căn bên trái, bên phải, đồng ý không? Thì cái lợi thế của căn như thế là khi mà tức là cái thông tin, cái chữ này này thì nó sẽ tự động để xuống khi mà trường hợp mà em viết nhạc, đồng ý không? Thì với bài 1 này thì khá đơn giản đó, đúng không? Bài 1 này mọi người làm được hết đúng không? Đây là kiểu như này, đấy đúng không? Thì để làm việc đấy thì em nhìn này. Nhìn thấy không? Đấy, thì mình sẽ để nhạc, đúng không? Và cái này này thì em nhìn này, dùng float, nếu bỏ này ra thì nó sẽ khác, nhìn chưa? Đấy, thì cái float tức là nó sẽ xếp chồng, giả sử như em có nhiều khung mà em muốn là xếp cùng trên một dòng ấy, thì em sẽ dùng cái thuộc tính float. Linh hiểu không? Đấy, giả sử như em có một cái hình này, trong lập trình web em có một cái này, đúng không? Đây, nhìn nhá. Chúng ta có một cái khối này, đúng em? Sau chúng ta xếp từng phần thì em nhìn thấy là gì? Bình thường thì nếu em dùng thẻ P, thẻ disk thì nó sẽ từng xếp từng cái một đúng không? Đúng không? Đấy. Nhưng mà đây em muốn tức là nó xếp theo kiểu từng nha. Tức là trừ phi là nó hết hết cái width thì nó mới xuống đúng không? Thì em sẽ dùng cái thuộc tính float, float left hoặc ra. Đồng ý không? Như vậy nó cứ xếp chồng trên cục dòng đến khi nào mà cái kích thước nó không còn đủ nữa thì nó mới đẩy xuống. Đấy chưa? Thì đấy là cái ý nghĩa của cái bài tập 1 để mọi người hiểu rõ hơn. Sang bài tập 2 nhé. Bài tập 2 thì chúng ta chỉ cần chuyển thôi đúng không? Chuyển tức là float đang left thì thành right là ok. Đồng ý chưa? Bài tập 3. Bài tập 3 thì em để ý là tức là để có một cái ảnh mà khi mà em kích này này. Đây này. Nhìn nhá. Kiểu như em này. Đây em kích vào đây này, đúng không? Thì nó sẽ ra link đăng ký học đúng không em? Kích vào đây thì sẽ ra trang Sandbox đúng không? Như vậy nó có vùng khác nhau đúng không? Thì trong quá trình mà lập trình web đấy, người ta có thể sử dụng cái thẻ này, thẻ map và kết hợp với thẻ img này. Thì người có thể dùng cái cách này. Em nhìn chưa? Đấy, em dùng image này. Sau đó trong cái thẻ này thì nó vẫn là ảnh đến đường dẫn đúng không? Nhưng em sẽ dùng cái user map. User map này chính là cái thông tin mà em sẽ dùng cái thẻ map này này. Đấy, em đo tọa độ đúng không? Mọi người, thì để đo được tọa độ này này, tức là cái vùng, tức là cái vùng, cái này chính là cái tọa độ, tức là vùng để em kích vào đấy nó sẽ ra cái link nào đấy, nhìn thấy không? Thì mọi người có thể làm một cách đơn giản đấy là gì? Các em sẽ mở bằng cái nút page cộng cộng, mở bằng cái pin cũng được, nhìn thấy không? Thì em đo, đây em chỉ di chuyển đây em đo, tức là bản chất em muốn lấy theo hình chữ nhật đúng không? Mọi người, thì cái đoạn tọa độ nó là gì? 281 và 140 đúng không? Đúng không? Thì nó chính là cái này này. Đúng em? Đây à. Đúng chưa? Và cái tọa độ thứ hai có phải hình chữ nhật thì chỉ cần xác định gì tọa độ điểm đầu và điểm cuối là ra đúng không? Đúng ở Linh Minh. Đấy, thì đấy là cái mà em có thể đo như thế. Thì người thử làm cái này đi. Với cái bài tập 3 này. Người thử làm đi em. Có phải là gì? Là tôi chỉ quan tâm đến cái hai cái vùng này đúng không em? Là vùng kích ở đây Sandbox đúng không? Kích ở đây ra đăng ký học đúng không em? Còn kích và mặc định tất cả các vùng còn lại này thì ra cái chương trình ưu đãi. Nhưng có hiểu ý không đã? Đấy thì lúc đấy thì em nhìn này. Tức là em nhìn thấy là dùng thẻ A này. Thẻ A là mình sẽ lưng đến chương trình ưu đãi. Nhìn thấy không em? Mọi người. Nhìn thấy không? Đúng không? Nó sẽ lưng đến chương trình ưu đãi mà. Em có nhìn thấy không? Đúng không? Đấy, sau đó thì tức là còn cái vùng, hai cái vùng còn lại tức là gì? Nếu mà kích vào đây thì nó ra thông tin đăng ký học. Kích vào đây sẽ ra thì trang chủ của Sandbox. Hiểu ý chưa? Đấy, thì đấy là ý nghĩa. Thì mọi em thử thực hiện đi xem là dựa trên cái thông tin hướng dẫn xem có ok không? Và cái cách mà chúng ta sẽ làm như vậy không? Tạo ra một trang HTML, sau đó thì chúng ta điền thông tin nhé. Tức là với cái bài booking online đúng không? Thì tôi đang cần tức là thì bọn em làm kiểu gì cũng được, tức là miễn dựa trên những kiến thức chúng ta đã học, ok không? Đây này,
phải booking online nhé, nhìn nhé. Thế các bạn cần như thế mà, đúng không? Thì em có thể dùng table, đúng không? Hoặc em dùng thẻ lead, cứ biết làm sao ra được cái thông tin này. Tiến nhìn nhé, cái này có thể gì dùng thẻ lead đúng không em? Cái này có thể dùng email đúng không? Đấy, thì mình chia nhà để ra được bố cùng nhà là được, chứ không không liên quan gì đến cái việc là như mình nói đúng không? Mình chưa liên quan gì đến PHP cả, đúng không? Thì vấn đề gì đâu, em tạo ra những cái TDD hoặc là thẻ lead em gì em xử lý, mình đang làm lập trình web tĩnh mà em, đúng không? Do nguyên nhân là do cái tên này của em. Em nhớ là cái này, cái tên này với cái tên này phải giống như nhau. Nhìn nhé, được rồi đây. Mình nhìn thấy không? Đã, nhìn chưa? Nhìn thấy không? Có nhìn thấy địa chỉ không? Nhìn thấy không? Đấy, thế này. Nhìn chưa? Bây giờ thử nhé, bây giờ thử lại cái địa chỉ cho chuẩn. Chưa? Đúng không? Thì để ý cái tên này. Cái tên này này. Và cái tên gọi ra này phải chuẩn, giống y hệt nhau. Rồi sửa đi. Làm này tức là gì? Trong một ảnh chúng ta có thể có nhiều vùng chúng ta liên kết, tức là thay vì tức là chúng ta lồng ảnh vào thẻ A là chỉ đến một cái thôi đúng không? Thì trong vùng này tôi muốn là gì? Khi mà click đăng ký học thì nó sẽ vào cái địa chỉ đăng ký học, click vào đây nó là trang chủ. Đấy, thì trong này chúng ta dùng cái thẻ map. Em học em một cái nữa mà thầy kiểu lúc mà dùng cái tập thì em thấy một cái bài thật là kiểu lúc mà mình đăng cái ảnh nhá thì cái chữ cái dòng chữ mình thì nó đang ở bên phải ạ, mà cái dòng kiểu nó chưa hết ạ thì nó đang ở bên phải à bên trái ạ. Thế là dùng float, dùng float đấy. Vừa tương tức các bạn đấy là các bạn nên dùng float đúng không? Thế chắc em đang làm sai đúng không? Thì cái này nhá, Hùng nhìn này, em muốn đo tọa độ thì em nhìn đây em viết này, nhìn chưa? Tức là có vẻ hình chữ nhật thì em chỉ cần xác định điểm đầu, tọa độ đầu và tọa độ cuối đúng không? Đúng không? Đấy thì đây này. Đấy, tọa độ cuối này. Đó, nhìn chưa? Đúng không? Thì sẽ được như này. Thì bản chất tức là chúng ta thì khi kích vào cái vùng tức là hình chữ nhật này với cái tọa độ này thì tôi muốn gì di chuyển đến cái thông tin này, cái trang chủ này. Khi vào cái vùng tọa độ này đúng không? Mọi người đấy thì tôi sẽ di chuyển ra cái trang đăng ký, thì đấy là mục đích của cái việc này, có chưa? Có thể chia một cái ảnh này ra nhiều vùng để nó liên kết đến các vùng khác nhau, đồng ý không? Thì đấy là cái mục đích của cái bài tập 3. Trên cùng một cái ảnh này chúng ta muốn là gì, kích vào từng vị trí lại ra liên kết khác nhau đúng không? Thì chúng ta sẽ dùng user map, thế thôi. Bây giờ tách luôn đi chứ không phải tí về tách thử. Các bạn mở cái này ra này, như tôi vừa hướng dẫn đấy, mở cái ảnh bằng cái gì, cái pen này ra đúng không? Đấy, sao em đo để đo tọa độ này. Có phải chúng ta muốn là khoanh vùng cái này đúng không? Mọi người, có phải các bạn muốn là cái vùng là khi kích vào cái vùng này nó sẽ ra đúng không? Thì chỉ cần đo tọa độ đầu này, tọa độ cuối này thì nó sẽ tạo hình chữ nhật đúng không? Đúng không Tiên? Đấy, thì đấy là mục đích này, từ khi cứ di chuyển con chuột vào vùng này thì nó sẽ ra được cái link khác là link đăng ký học, chứ không phải link chương trình ưu đãi. Thì mình dùng như vậy. Tiếp tục nhá. Là cái bài về booking online này. Thì về ý tưởng này. Mọi người, các bạn có thể có rất nhiều cách em ạ. Là em tựa cái vùng này, mọi người nhìn thấy không? Thì cả cái vùng này các em có thể dùng một cái table để bo. Đúng không em? Được chưa? Sau đó thì cái này là gì? Cái này trong cái này em là gì? Đây chính là một cái TR, và trong TR này chỉ có một TD đúng không em? Đúng chưa? Sau trong cái TD này thì em lại thì dùng một table để em chia ra thành hai cái, một cái là để logo, một cái là tên của cái hệ thống này, đúng chưa? Đúng các bạn, chúng ta làm được như thế mà, ok chưa? Sau cái thứ hai là gì, em sẽ dùng một cái dùng background để có cái chữ màu xanh này, màu xanh
tìm tha này đúng không em? Đấy, và cái chữ chạy chạy này chúng ta có thể dùng cái macware. Sau đó thì khi cái này chúng ta lại gì, trong cái TR này chúng ta lại chia ra thành cái, lại có một table con nữa đúng không em? Mọi người, table con này chúng ta sẽ gì, có một cái TR và có hai TD. Cái tên trong cái TD này chúng ta sẽ gì, dùng cái list, thẻ list đúng không em? Đúng nhá. Và từng cái này thì mình sẽ lại gì, có gì 1 2 3 4 5 5 cái TD. Đồng ý nhá. Thì đấy là cách làm đơn giản nhất. Thì em nhìn này. Đây đúng không? Nhìn thấy không? Đấy, thì để làm việc đấy mà nhìn thấy là gì? Là chúng ta sẽ xử lý giống như cái ý tưởng mà tôi vừa bảo đấy, đúng không? Mọi nhìn thấy không? Em nhìn nhá, ở đây tôi sẽ dùng cái F12 này. Em nhìn thấy chưa? Trong này, trong cái này có thể tôi là gì? Có một cái table ở ngoài cùng đúng không em? Dòng thứ nhất này, nhìn chưa? Dòng thứ hai này, nhìn chưa? Dòng thứ ba này, đúng không? Và dòng thứ tư chính là quarter đấy, đúng không em? Nhìn chưa? Sau đó thì cái dòng thứ nhất nhá, mọi hiểu rồi đúng không? Dòng thứ nhất thì chúng ta sẽ chia thành hai, nhìn chưa? Tỷ lệ này, chúng ta có dùng width và tỷ lệ phần trăm, mọi đồng ý không? Đó. Sau đó thì cái phần gì, cái phần tiếp theo là gì? Chúng ta sẽ có cái phần chữ chạy. Chữ chạy chúng ta dùng cái thẻ macware này. Đấy, set chúng ta dùng cái thuộc tính là background color, chúng ta set màu nhỉ. Và chúng ta dùng thẻ macware để chúng ta cho chạy chữ. Đúng không? Mọi người. Nó thẻ macware thì nó sẽ cho chạy cái chạy chữ mà em nhìn thấy nó chạy từ bên trái bên phải sang bên trái. Nó làm cho em, tức là cái thông tin nó chuyển động. Đúng không? À, sau đó thì cái vùng tiếp theo, tức là cái dòng tiếp theo đúng không? Thì em nhìn thấy này, trong này thì mình lại chia thành gì? Nhìn thấy không? Em. Đấy. Đúng chưa? Trong này mình lại chia coi thằng width là 500 này. Em nhìn thấy chưa? Trong này mình lại chia ra này. Đúng không? Trong cái TD này mình lại gì? Mình lại sẽ có cái thẻ list. Nhìn chưa mọi người? Và trong cái thằng này thì mình sẽ từng cái TD này mình sẽ dùng thẻ P. Và rõ ràng em nhìn thấy ảnh thì chúng ta phải dùng cứng như này thôi. Đúng không? Đấy, thì đấy là với cái bài tập vài cái bài tập booking online thì để mọi người hiểu rõ và tổng hợp những kiến thức được học thôi. Đồng ý không? Thì cái này mọi người thử đi xem là thử cái phần đầu này xem là cái cách tổ chức như thế mọi người có hiểu không? Sau về nhà mọi người lại làm một thẻ đít thử xem ok không? Ở đây có ai làm được thẻ đít không? Có ra được không? Rồi, tốt đấy. Thế phải làm cho trận mục nhỏ hơn chứ? Tại vì em không, tại vì em phải làm vào như thế xem nó có vỡ không? Nếu mà khi dùng thẻ đít thì chắc chắn mình đưa vào xong có thế không? Thì đấy là cái ý nghĩa của cái bài tập booking này, đồng ý không? Đây này, phần bên trong có thể tôi sẽ dùng này, em nhìn này, đúng không? Bình thường tức là tôi sẽ chia ngay ra, tức là một cái table ở ngoài mà tức là gì, nó sẽ có hai cột, đúng không? Cột nào mà nó không chia ra thì tôi sẽ dùng cái code span để tôi tức là tôi mớt lại, đúng không? Code span là hai, tức là mớt hai cột với nhau, đồng ý không? Tiên hiểu không? Đấy, thì đấy là ý nghĩa. Thì các bạn thử viết cái phần đi. Đây này, các bạn nên viết cái cấu trúc này trước đấy. Tạo ra một cái table gồm. Vừa cả table vừa thẻ đít. Dùng thẻ đít khi mà người ta dùng, tức là sao, khi những cái gì mà chúng ta dùng ở bên ngoài thì chúng ta dùng thẻ đít. Còn những cái gì mà chúng ta quản lý, chúng ta dùng table thì nó có cái điểm tiện lợi của nó. Các bạn làm nhà thì em sẽ dùng thẻ đít cho em flash. Thì thẻ đít nếu mà dùng ở ngoài thì dùng thẻ đít là ok nhé. Tức là những cái giao diện ngoài thì đấy. Nhưng ở đây thì tức là khuyến khích cách nào cũng được. Thì mọi người cứ làm sao là xử lý được đúng bài toán là được. À, cái bài tập trước ạ. Thì em quên bước cái hàng là kiểu cái ảnh đó. Thì bài tập về ra bài 1 đấy.
thì người ta kể nhá, thì chữ for last line này á, thì làm sao mà để nó xuống dưới này? Đấy, em dùng bình thường như này thôi. Bài tập 1 tôi vừa đưa lên đây. Đây này. Em dùng bình thường như này thôi mà. Em đưa vào, tức là em dùng cái thuộc tính là float name. Để lúc về xem lại video nó xếp chồng. Vâng, có phải chia hai ít không? Nó xếp chồng. Đây này em nhìn này. Chỉ cần cho cái này, đúng không? Đúng, cho thẻ A này em. Đúng không? Và tức là cho vào cái thẻ B. Hai nó đồng nhau trong này được. Nhìn chưa? Lúc lúc rồi em xem hai cái ít thì em cho nó phân cách thì nó chỉ chia đúng kiểu hai cột thôi, chứ nó không kiểu hết cột này nó tràn chữ dòng cột kia. Em cứ cho vào chùm nó như này được, nhìn này. À, cái này là ảnh đúng không? Vâng. Cái bản chất hai thằng này là cùng khối, nhìn này. Thì cái thằng này có thể có float name luôn. Đúng không? Mà cái ảnh này cũng float name này. Đấy, hai cái thằng này. Nhìn này. Cả hai cái vùng này. Đấy. Nhìn chưa? Được. Nó phải bao ở ngoài, nó phải bao ở ngoài một cái thẻ nữa. Tức là hai cái thằng này phải cung cấp mà em. Nè. Giống như lúc đầu tôi hướng dẫn các bạn đấy. Nè. Muốn xếp chồng thì mình phải đưa nè. Đấy thì với float name thì nó sẽ xếp chồng đến khi mà kích thước nó hết thì nó mới đẩy xuống. Đúng không? Xếp chồng nhiều thông tin trên cùng một dòng. Thì đấy là ý nghĩa. Thì về cái bài này mọi người hiểu không nhỉ? Các em. Thì các bạn thử tổ chức cho tôi thành một cái table ấy đi, sau đấy lúc người về sẽ lại hoàn thiện tiếp. Đấy, được rồi em. Thì trong cái thư mục số code của phần bài này. Thì ý tưởng của cái bài tập, tức là bài tập này em này. Bài tập này đúng không? Ý tưởng của bài tập này đấy là gì? Là tức là sẽ cho ảnh này, đúng không? Đây, cho ảnh, cho giải sheet đúng không? Thì là làm sao mình dựa trên cái thông tin đấy mình sẽ cắt, mình sẽ cắt ra được một file HTML giống như nhỉ? Hiểu gì không? Đấy, đến lúc bài về tạp chữ phim ấy, tôi chuyển cho mọi người. Thì mọi người hiểu ý tưởng không? Cái bài 4 này này, mày hiểu không em? Tức là sẽ cho từng cái ảnh. Đúng không? Ảnh thiết kế đấy. Và cái size sheet, bây giờ vấn đề chúng ta là gì? Chúng ta hiểu về cái size sheet đấy, chúng ta biết về ảnh đấy, chúng ta viết tạo ra một trang HTML để làm sao là gì? Nó hiển thị được một trang web giống như này. Hiểu ý không? Tức là kiểu như này. Sau khi bạn cắt thì bạn phải làm được như này. Nhìn nhá. Đây. Tức là chúng ta sẽ phải tạo ra một trang như này. Nó không phải là hình ảnh nữa mà nó sẽ ra một cái trang web tính nhỉ. Hiểu ý không? Thì đấy là cái mục tiêu của chúng ta. Thì tôi cũng để lên được người về các bạn tham khảo trước nhé. Còn hôm sau chúng ta khi mà học rồi người ta sẽ chúng nên quan tâm.